Món quà của cha, nghĩa bắt gặp Quyên ngoại tình. Cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ đến. Những lo ngại của Nghĩa cũng đã đến ngày đập vào mắt. Sa đà vào những cuộc tiếp khách tiền biên, cuối cùng Quyên đã sa ngã vào vòng tay của kẻ khác. Cho dù là cố ý hay bất khả kháng thì Nghĩa cũng không thể nào chịu được khi thấy vợ mình như vậy. Đặc biệt là anh còn mang một mặc cảm ở rể và luôn ở cửa dưới bị bà Thủy và vợ xem thường. Cuộc sống hôn nhân không được xây dựng trên một nền móng là tình yêu và xuất phát từ hai phía thì sẽ nhanh chóng rạn nứt. Đặc biệt là cuộc hôn nhân của Nghĩa và Quyên lại giống như đôi đũa lệch, mà lại lệch ngắn về phía Nghĩa bởi xuất thân hoàn cảnh gia đình của anh nghèo khó, không môn đăng hộ đối. Thời buổi kinh tế thị trường, con người trở nên thực dụng. Còn đâu câu chuyện, miếng trầu là đầu câu chuyện bao giờ. Đầu tiên là phải tiền đâu. Chính vì vậy, khi thấy đứa con rể luôn bám víu dựa dẫm vào mình, bà Thủy đã luôn khinh thường mỉa mai, đức hiền tại mẹ. Chính vì mẹ như vậy nên Quyên tuy rằng rất yêu Nghĩa và biết điều biết ý, nhưng trong đầu cô cũng luôn bị những suy nghĩ của mẹ áp đặt, nên cũng dần dà trong cô thiếu đi sự tôn trọng về chồng và sống một cuộc đời tự lập không phụ thuộc. Kể cả việc dồ chạp mẹ chồng, Quyên chỉ khua môi múa mép cho vui chứ cũng chẳng thèm mảy may để ý. Chẳng mảy may để ý không về bởi vì hôm đó có một hợp đồng quan trọng. Thực chất là cô ả không muốn về cái vùng quê và về cái nhà nghèo nàn ở cái xó xỉnh như vậy. Bởi vì nếu thực lòng gây dựng hạnh phúc, xây dựng tổ ấm, tôn trọng chồng thì cô đã phải sắp xếp, nếu ngày đó bận thì phải thành tâm về trước mà thắp hương báo cáo. Nhưng rồi vì là kiếp ở rể con phải phụ thuộc nhà vợ, nên Nghĩa cũng chỉ biết ngậm ngùi im lặng, một mình anh lùi thủi về rổ. Để rồi cuộc sống vợ chồng cũng mạnh ai nấy làm. Quyên lấy lý do công việc tiếp khách rồi dồn mọi việc cho Nghĩa, từ lau dọn nhà cửa, đón con và xem đó như là nghĩa vụ, trách nhiệm. Tư tưởng quan niệm rằng của vợ thì chồng phải góp công, không có tiền thì phải góp sức. Cô ngang nhiên, tự do tự tại mà không lo vun vén gia đình, thường xuyên là những buổi tiếp khách tiền miên về nhà trong say khướt. Và để rồi, điều mà Nghĩa lo sự cũng đã đến. Khi một ngày như mọi ngày, Quyên báo bận vì phải đi tiếp khách quan trọng, để rồi Nghĩa đón con, nấu ăn ở nhà, rồi đợi đến cả đêm cũng chưa thấy Quyên đâu. Nghĩa nóng ruột chạy đi tìm, thì tới nơi, Quyên đang say khướt và nằm gục trong phòng tay của một gã đàn ông khác. Máu trong người Nghĩa sôi sùng sục lên, bao căm tức nguồn ngụt, anh tiến thẳng vào quán nơi mà Quyên ăn mặc thở hang, tay ôm lấy kẻ kia. Liệu rằng Nghĩa có thẳng tay mọc ánh lột đánh ghen, hay vì một sự nhịn chín sự lành để tiếp tục nhẫn nhịn nhờ dựa vào gia đình nhà vợ mà anh lại cúp đuôi làm lành.